Thực hiện quyết định số 8509 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường, trưởng Công an huyện Lang Chánh từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2018, Công an huyện Lang Chánh đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường. Đến dự buổi lễ công bố quyết định có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Công an tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh dự buổi lễ có đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Hà Văn Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Trải qua nhiều vị trí công tác và giữ nhiều chức vụ khác nhau, từ tháng 6 năm 2010 đến nay, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh, Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Trưởng Công an huyện Lang Chánh. Trong suốt quá trình hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của một người cán bộ, người lãnh đạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Với những đóng góp của mình, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường đã được Đảng, Nhà nước và ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí cho đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường. Cũng tại buổi lễ này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và nhân dân huyện Lang Chánh, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng những bó hoa tươi thắm, chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường trong suốt quá trình công tác đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Đồng chí đã có nhiều cống hiến trong việc đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên cho Đảng bộ nhân dân huyện Lang Chánh trong thời gian vừa qua. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lực lượng công an toàn tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp cống hiến của đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường trong suốt quá trình công tác, gắn bó với đơn vị, địa phương và bày tỏ mong muốn khi nghỉ công tác, đồng chí vẫn tiếp tục quan tâm, theo dõi và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình cho lực lượng công an tỉnh nói chung và quan tâm chia sẻ tới đồng chí đồng nghiệp cơ quan công an huyện Lang Chánh nói riêng, đồng thời có những đóng góp tích cực trong các hoạt động tại địa phương nơi cư trú. Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ phụ trách Công an huyện Lang Chánh cho đồng chí Thượng tá Hà Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện, và công bố quyết định số 7790 ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lang Chánh cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Phó trưởng Công an huyện Lang Chánh, trong khi chờ cấp trên bổ nhiệm đồng chí trưởng Công an mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thường chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương và tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lang Chánh đã giúp đỡ đồng chí vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình công tác. Đồng chí cũng mong rằng Đảng ủy Công an huyện Lang Chánh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện tiếp tục phát huy, nỗ lực hết mình để duy trì và phát triển hơn nữa những thành quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua để xây dựng lực lượng Công an huyện nhà ngày càng vững mạnh,